Xin được kính chào bà con. Hôm nay Lê Đăng Cao sẽ giới thiệu với bà con một cái tấm lưới dù hàng dù Thái Xịn cho bà con, và đây là dòng lưới thừa và làm theo yêu cầu của quý bà con, của cái khách quý khách hàng. Thì bà con đang xem thì cái tấm lưới này nó cao thân của nó là 4m bà con ạ. Cao thân là 4m, dài là 100m. Thì thưa với bà con là nói về cái dòng lưới dù đánh đánh cá, như dòng đánh cá hồ á, cao thân như thế này. Thì ở đầu đã giới thiệu với bà con cũng khá nhiều video, nhưng đa số là giới thiệu về cái dòng lưới dù đánh nổi thôi. Còn hôm nay là dòng lưới đánh chìm. Thì cái dòng lưới đánh chìm này nó sẽ khác biệt hơn cái dòng lưới đánh nổi một xíu. Đó là cái đầu phao ở đây. Phao này nó sẽ bé hơn một xíu này bà con này. Thì đây nó là dòng phao vuông bà con ạ. Đấy, nó là phao vuông. Phao vuông to hơn con chân cái nha bà con nha. Dòng phao này thắt khóa chết hai đầu cho bà con này. Khóa chết đầu này với đầu này. Vì vậy mà nó sẽ giữ được cái phao này không bao giờ sợ bị tụt. Nhiều bà con bảo là tại sao thắt cái dòng này rất là sợ tụt, nhưng mà thực tế bà con đánh hàng bao nhiêu năm nay rồi, hàng mười mấy 20 năm nay đầu đàm ra cho bà con thì hầu như là không có phản ánh, không có phản hồi về cái dòng nó bị phao tụt. Rất là chắc luôn, bà con về bà con nắm giật không bao giờ sợ bị tụt ra, tại vì khóa riêng cái khóa cái đầu này này. Cái đầu này tháo khóa rất là nhiều nhiều lút cho bà con nhá. Ít nhất phải tầm 3 lút cho bà con đấy, nếu bà con quan sát đấy. Cái nào cũng 3 lút hết đấy. Khóa 3 lút chết. Ôi, khóa ngược khóa xuôi luôn. Đấy, đây là cái đầu lưới, đầu luôn đánh dấu cho bà con một cái phao như thế này, màu như thế này. Thì đây là cái dòng sản phẩm mà mắt lưới của nó là Ken 5-10 phân. Thì đầu sẽ đút lọt 5 ngón tay như thế này bà con ạ. Đấy, 5 phân sợi 3. Đấy, bà con muốn sợi 3, sợi 4 thì tùy bà con. Nếu bà con muốn đánh bén, muốn đánh máng thì lên dùng sợi 3 như thế này là rất là hợp lý. Và đánh cá từ 5 nặng đổ lên cho đến tầm mười mấy cân đổ về là ok hết. Tại vì những dòng sản phẩm này đầu thiết kế cho bà con thịt rất là nhiều. Đấy, thịt rất là nhiều và túi cũng rất là sâu. Lát nữa đầu sẽ có thể có véo ra cho vén ra cho bà con xem là cái túi nó rất là sâu. Còn cái áo lớp bên ngoài là áo hàng đan tay thủ công rồi. Đầu cũng giới thiệu rất chi tiết từng phần sản phẩm một. Mỗi khi lên video là phải giới thiệu cho bà con chi tiết để bà con nắm bắt được. Đấy, đây chính là cái phần áo đan tay bên ngoài. Áo bên ngoài của nó là áo sợi chín nha bà con nha. Hợi sợi chín luôn. Đấy, nhìn tổng quan một cái tấm lưới như này cực kỳ đẹp luôn. Thì mỗi một đầu của nó sẽ có đầu sẽ đi biên hết như này, dọc biên này. Dọc biên như này cho bà con này. Đi biên là sẽ thắt một cái ruột thịt, ruột của cái tấm lưới này và cái áo bên ngoài sẽ kết nối vào với nhau. Đấy, sẽ tạo lên một cái lỗ thắt này để giữ cho khoảng cách cũng như là giữ cho cái tấm lưới này sẽ không sợ bị tụt vào bên trong. Để khi bà con thao tác, khi bà con đánh thả nó sẽ không sợ bị rối. Đấy, rũ cái là sẽ ra luôn. Đấy, thịt rất nhiều, túi rất là sâu. Nếu như bà con nhé, nếu mà như vén ra thì rất là nhiều thịt. Rất là nhiều thịt nha bà con nhé. Rất là nhiều thịt. Đấy. Đấy, cả dưới kia nữa. Thì về tiếp theo nữa là cái phần chân chì. Đấy, phần chân chì dưới đây bà con sẽ quan sát. Đây là dòng lưới đánh chìm nên là cái độ chì ở đây, độ dày của chì rất là dày nhé. Thì tương không khoảng trên 3 ly. Khoảng 3 ly. Đấy, 3 ly. Đấy, chì rất là nặng. Và mỗi một cái đầu đây thắt sẽ khóa chết hai bên để sẽ cặp viên chì ở giữa để chống chạy, chống chạy. Đấy, nên là khi mà lên một tấm lưới như này nó rất là nặng, rất là nặng nề. Thả phát chìm luôn bà con ạ. Thì toàn bộ phải thắt bằng chân dây dù hết cho bà con. Nếu như trường hợp bà con không muốn thắt bằng dây dù thì có thể thắt bằng dây cước hoặc là bằng dây bô cho bà con để khi thả nó sẽ nhanh hơn. Rất là đẹp. Đấy. Bà con cần đặt sản phẩm này liên hệ với A Đầu. A Đầu sẽ sẵn sàng làm cho bà con theo đúng yêu cầu. Vì đây thông số mắc lưới ở bên ngoài nó sẽ như thế này đây bà con đây. A Đầu ghi cái thông số đây cho bà con. Đấy. L D B M lưới dù 3 màn. Cao 4 dài 100, 10 phân sợi 3, lưới đánh chìm. Đấy. Tem tuổi đầy đủ như thế này.